Vâng, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những người nào đang chơi tượng đạt ma mà không biết cái ý nghĩa của nó. Thì hôm nay quý vị sẽ được biết cái ý nghĩa của tượng đạt ma. Tượng đạt ma thường nổi bật với cái hình tượng một vị Phật có một cái bộ râu rất là rộng rạp, người ta gọi là râu sồm. Tượng đạt ma thì hay đi chân trần và khoác một cái áo choàng, tay cầm cây gậy thiền trượng. Tuy cái hình ảnh rất là đơn sơ, giản dị, nhưng ngài đã toát ra được một cái khí chất của một sự thoát tục, sự siêu thoát. Chính vì thế tượng đạt ma không chỉ mang cái tính nghệ thuật sâu sắc mà còn mang cái tính ý nghĩa to lớn về mặt tôn giáo, về đề cao cái đạo Phật, hướng con người sống đúng với cái tâm. Người ta quan niệm rằng tượng đạt ma có một cái thần thái càng hung dữ sẽ có một cái hiệu quả để trấn trạch, trừ tà càng cao. Khi điêu khắc một pho tượng đạt ma, người nghệ nhân gặp rất nhiều khó khăn. Lớn nhất là điêu khắc cái đôi mắt của ngài. Đôi mắt của sư tổ đạt ma thường to và sâu thẳm, thần thái như đang nhìn vào hư vô. Đôi mắt trừng trừng, bất động, như có một mãnh lực vô hình khiến người ta phải khiếp sợ. Như vậy chúng ta nhìn cái hình ảnh tượng Bồ Đề Đạt Ma gắn liền với cái thần thái dữ tợn là được một cái cách mà phong thủy xếp vào hàng những pho tượng có cái tác dụng trấn trạch rất là tốt. Đặt tượng Đạt Ma trong nhà mà không chỉ ngăn chặn được những cái năng lượng xấu ảnh hưởng đến cho gia chủ mà còn có thể tăng thêm sức mạnh cho gia chủ, tránh được tà khí quấy nhiễu. Hình tượng cụ đạt ma được các nghệ nhân khắc họa qua từng chi tiết đường nét rất là thần thái và các cái tư thế khác nhau. Mỗi thế của cụ lại mang một ý nghĩa riêng, biểu tượng nhất định. Có cụ đạt ma thì người ta khắc là múa võ, rồi thì tượng đạt ma ngồi thiền. Ở đây thì bức tượng đạt ma được chạm khắc trên một cái thân cây gỗ hương và nó lại là gỗ lũa, mà đặc biệt là chạm khắc rất tinh xảo. Ở bên dưới thì có chạm một cái cây tùng tượng trưng cho sự bách liên dài lão. Khi chúng ta nhìn vào cái gỗ hương, chúng ta cảm nhận thấy nó sần sùi và cái hương gỗ hương này nó có những cái đường vân quyến rũ, đúng không ạ? Khi chúng ta nhìn một cái pho tượng chắc chắn đứng ở một cái vị trí sang trọng, ở đây chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị là chúng tôi đặt một cái bức tượng để check cho quý vị. Còn nếu như chúng ta muốn đặt bức tượng đạt ma sao cho phù hợp với phong thủy thì quý vị phải đặt trên một cái đôn. Hai nữa là cái vị trí đặt làm sao cho nó phù hợp với phong thủy. Đặt ở phòng khách, những nơi mà những cái vị trí sang trọng, những cái vị trí thoáng đãng và những cái vị trí đẹp nhất ở trong phòng. Chứ chúng ta không thể đặt tượng đạt ma ở gần phòng vệ sinh hay là trong phòng bếp hay là phòng ngủ. Điều đó là một điều cấm kỵ khi đặt tượng. Cho nên là ở đây chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị. Và một cái điều đặc biệt là cái tượng đạt ma này là do một nghệ nhân ở làng nghề chạm khắc, chứ không phải là tượng đạt ma mà chạm theo cái lối hàng chợ, hàng bình dân. Mẫu tượng này được khắc họa khá là chi tiết và quý vị nhìn cái đường nét vô cùng tinh xảo về khuôn mặt, về bộ râu, về hình thái của cụ, đúng không ạ? Thì quý vị mới thấy được cái giá trị khi mà người nghệ nhân thổi hồn. Khi chúng tôi cảm nhận, chúng tôi nhìn, chúng tôi check cho quý vị thì quý vị đã thấy rất rõ ràng. Nếu như quý vị nhìn trên màn hình đã đẹp như này rồi thì quý vị nhìn bằng một cái sự thật mà quý vị nhìn thấy thì còn đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì trên màn hình thì thường là check ở trong nhà nó vẫn có một cái điểm nào đó nó chưa được rõ nét, đúng không ạ? Nhưng chúng ta nhìn một bức tượng đặt mát đẹp, chúng ta đầu tiên chúng ta nhìn về cái dáng thế, sau đó là chúng ta nhìn về các cái đường nét chạm khắc, rồi bắt đầu chúng ta nhìn tiếp đến cái chất lượng của gỗ để chúng ta đánh giá được
toàn bộ một cái bức tượng, xem là cái bức tượng đó nó có đáng giá hay không. Bức tượng này thì bức tượng này có cái kích thước là cao 1m42, rộng 75 và sâu 35. Một bức tượng rất là to, đúng không ạ? Rất là cao. Và hoàn toàn là bức tượng đục liền khối, không có chấp ghép một cái gì cả. Cho nên là cái giá trị của cái bức tượng này nó vô cùng hấp dẫn, mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn. Xem xong cái video này thì tôi muốn quý vị hãy đăng ký trên kênh. Bởi vì cái kênh mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị hoàn toàn là những kênh có những cái mẫu tượng rất là đẹp và độc đáo. Và một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.